Chúng ta sẽ bắt đầu làm quen với lại cái phần mềm AutoCAD. Ở đây phiên bản này hướng dẫn các bạn là phiên bản AutoCAD 2018. Thì nhắc lại một lần nữa thì AutoCAD là cái phần mềm mà giúp cho các bạn thay thế cho cái bề mặt cơ bản, thay thế cho cái bút, cái thước, cái tờ giấy vẽ cho các bạn. Thay vì các bạn dùng bút, dùng thước để các bạn vẽ các thành phần, bạn vẽ như là mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng của công trình, thì các bạn có thể là dùng AutoCAD và các bạn vẽ ở trong phần mềm này, vẽ cho hoàn chỉnh hồ sơ rồi các bạn đem đi in. Thì cái phần mềm này nó chỉ cần yêu cầu cấu hình máy tính nó nhẹ nhàng thôi, chứ cũng không quá nặng nề. Thì các bạn chỉ cần khoảng là Core 2 Duo hoặc là Core i3 RAM khoảng 4GB thì các bạn cũng có thể là cài cái phần mềm AutoCAD này vào để các bạn học. Thì để học, bắt đầu học ấy, nếu như các bạn mà máy nó yếu thì các bạn có thể cài những phiên bản AutoCAD nó phiên bản trước mà nó chạy ổn định. Ví dụ như là chạy ổn định nhất trong các phiên bản trước thì AutoCAD 2008, 2009. Sau đó thì các bạn có thể còn các phiên bản sau, tùy theo từ đời máy của các bạn có thể chọn các phiên bản khác, ví dụ 2010, 2012 hoặc là phiên bản càng mới càng tốt để các bạn sử dụng. Các cái lệnh ở trong AutoCAD là trong các phiên bản ấy, về mặt cấu trúc lệnh thì nó giống nhau gần như là hoàn toàn, nó không có thay đổi gì về mặt cấu trúc lệnh và thao tác hết. Nó chỉ khác nhau về cái giao diện, nó khác nhau đôi chút về cái giao diện vẽ và thao tác thôi, nhưng các bạn cũng yên tâm là các cái phiên bản khác nhau thì các bạn vẫn có thể các bạn vẫn có thể là sử dụng được mượt mà như nhau, là tùy theo cấu hình máy. Ngoài ra thì ban nãy là thầy có hướng dẫn các bạn là sử dụng cái phiên bản web, các bạn có cái AutoCAD phiên bản trên web, chạy thẳng ở trên web và các bạn không cần phải cài đặt. Nó nằm ở trên trang là web.autocad.com và các bạn vào đây các bạn đăng ký một cái tài khoản free, và sau đó thì các bạn có toàn quyền tạo file mới, lưu trữ file hồ sơ các bạn đang vẽ, các bạn vẽ trực tiếp ở trên này. Như là cái AutoCAD phiên bản các bạn cài đây. Tất nhiên là công cụ nó sẽ, những cái công cụ tinh vi nó sẽ không đầy đủ bằng, nhưng mà những công cụ cơ bản thì chúng ta vẽ thì nó vẫn như vậy. Rồi, khi khởi cài xong và khởi động phần mềm AutoCAD lên thì các bạn sẽ thấy là cái giao diện của cái phần mềm nó sẽ như thế này. Nó sẽ, cấu trúc của nó sẽ gồm những cái phần chính như sau. Cái phần thứ nhất á, các bạn thấy nó rộng nhất ở trên này á, nó là cái phần không gian tờ giấy vẽ của các bạn. Đây là một cái không gian có chiều dài, chiều rộng vô tận, cho nên là các bạn có để 1, 2, 3 cái mặt bằng ở đây cũng được, và các bạn để cả mấy chục cái mặt bằng ở đây cũng được. Đây là một cái không gian tờ giấy có chiều dài, chiều rộng vô tận để các bạn có thể là thoải mái tùy ý bố cục những cái thành phần các bạn vẽ lên trên cái này cho nó đúng ý của bạn. Thì trên cái không gian này thì các bạn để ý một chút là nó có một cái trục góc ở đây, cái trục góc ở đây, trục ngang và trục dọc với trục x y, nó ký hiệu bởi hai cái màu. Đối với phiên bản này nó ký hiệu bởi hai màu là màu xanh lá cây và màu đỏ. Thì đây là cái góc tọa độ 0 0, tọa độ là 0 0, đây là cái điểm gốc của toàn bộ tờ giấy vẽ. Còn lại thì các bạn thích vẽ chỗ nào cũng được, các bạn không nhất thiết là, các bạn chỉ cần biết là nó có về mặt cơ bản nhất là nó có cái góc ở đây, còn lại các bạn thích vẽ đâu cũng được, các bạn thích vẽ ở đây cũng được, các bạn thích vẽ ở đây cũng được, các bạn thích vẽ chỗ này cũng được, các bạn vẽ ở đây cũng được. Và cái thao tác đầu tiên mà các bạn cần nhớ khi mà để con chỏ chuột ở trong cái không gian bằng vẽ này á, đó là các bạn muốn phóng to thu nhỏ cái view nhìn để các bạn quan sát kỹ hơn các chi tiết khi các bạn vẽ, thì các bạn dùng cái con lăn chuột rồi các bạn lăn lên và lăn xuống. Giật là do đường truyền đó, thầy Đăng Minh với lại thầy Đăng Minh họa cái chuyện là lăn lên lăn xuống để phóng to thu nhỏ bản vẽ, và nhiều khi đường truyền nó không ổn định thì sẽ tạo cảm giác giật cái nha. Cái thao tác về con chuột thứ nhất á, là các bạn lăn con chỏ chuột lên xuống á, thì nó sẽ tương ứng với việc là các bạn phóng to thu nhỏ bản vẽ lên để các bạn quan sát, các bạn thao tác cho nó dễ. Lăn chuột lên xuống, lăn lên là phóng to và lăn xuống là thu nhỏ. Cái thao tác thứ hai liên quan đến con chuột trong quá trình vẽ là các bạn bấm cái con lăn xuống, bấm con lăn xuống.
thì nó sẽ xuất hiện cái con giỏ chuột, nó xuất hiện thành cái bàn tay. Lúc này các bạn giữ nguyên bấm cái con lăn và giữ nguyên các bạn di chuyển con chuột á, thì nó sẽ di chuyển toàn bộ bản vẽ, tất nhiên là phục vụ cho việc là chúng ta quan sát bản vẽ, chúng ta vẽ chỗ này chỗ kia cho nó thuận tiện hơn thôi. Đó là hai cái thao tác đầu tiên các bạn cần nhớ. Và các bạn cũng lưu ý giúp thầy đó là trong quá trình mà thầy dạy các bạn về cái thao tác về AutoCAD cơ bản như thế này, thì thầy sẽ tập trung vào những cái thao tác mang tính chất là nó hữu ích, nhưng mà thầy sẽ tạm thời bỏ qua những cái thông tin nó mang tính chất rườm rà chưa cần thiết lắm nha. Chúng ta sẽ tập trung vào cái mặt là kỹ năng cơ bản giúp cho các bạn là làm ngay được. Cho nên là có một số kiến thức là sẽ thầy nghĩ là rườm rà thì nó sẽ bị rút gọn đi. Từ từ rồi các bạn sẽ tìm hiểu nó sau nha. Là cái thứ nhất. Rồi cái phần thứ hai ở trong cái giao diện phần mềm các bạn để ý ở trên này á, đây đây là cái chỗ mà nó chứa những cái nút công cụ, nó chứa những cái nút công cụ trong các bạn hay sử dụng trong suốt quá trình vẽ. Tất nhiên là vẽ ở trong AutoCAD ấy, thì đa phần là chúng ta sử dụng lệnh, thì chúng ta bấm lệnh, tức là bấm lệnh từ bàn phím. Chúng ta ít khi mà chúng ta sử dụng con chuột chúng ta bấm lên đây lắm, nhưng mà cũng cũng cần biết nó để làm gì, vì đây là cái phần gốc. Nếu như mà các bạn lỡ quên lệnh hoặc là đó là một cái công cụ mới thì các bạn có thể là bấm chuột lên đây. Đầu tiên thì các bạn thấy là ở trên này nó chia thành nhiều tab. Nó chia thành nhiều tab, trong mỗi tab lại có những cái công cụ nó khác nhau. Thì trước hết chúng ta quan tâm những cái tab sau, những cái tab chính sau, thứ nhất là tab Home. Tab Home thì chứa những cái công cụ liên quan đến là việc các bạn vẽ. Cơ bản ví dụ như đây các bạn vẽ cái trong cái tab Home này nó có cái menu draw này. Ở trong này nó sẽ chứa toàn bộ những công cụ để vẽ những cái hình học, những cái đường thẳng, đường cong, đường tròn ở trong AutoCAD. Cái tab thứ hai là từ từ chúng ta sẽ làm quen với từng cái nút công cụ ở trong cái tab Home này. Cái tab thứ hai chúng ta cũng hay sử dụng là cái tab Annotate. Annotate này nó sẽ chứa toàn bộ những công cụ liên quan đến việc cho các bạn ghi chữ ở trên bản vẽ của mình. Ví dụ như các bạn vẽ xong các bạn muốn ghi chữ phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn, các bạn muốn ghi chữ là màu gì thì chúng ta chỉnh ở đây, hoặc là các bạn muốn là khi kích thước, ví dụ các bạn muốn cho người ta biết được là từ đây đến đây là kích thước là bao nhiêu mm thì chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ ở chỗ này để chúng ta ghi chú ra cho người ta thấy, hoặc là những cái công cụ ghi chú khác. Đó là cái tab thứ hai chúng ta hay 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 sử dụng. Tab thứ ba là cái tab Insert. Insert này thực sự mà nói thì hiện nay trong cái lớp cơ bản thì các bạn cũng chưa cần thiết sử dụng lắm, nhưng mà chúng ta nhớ, tức là chúng ta muốn đưa một cái thành phần bên ngoài nào vào trong bản vẽ, ví dụ các bạn muốn đưa một cái hình ảnh để chèn vào trong bản vẽ của mình thì chúng ta sẽ vào trong Insert này và chúng ta sẽ chọn cái công tác là Insert một cái đối tượng ở bên ngoài vào. Nhưng mà hay xài nhất ở trong cái việc vẽ ban đầu chúng ta sẽ là Home và Annotate. Đây là hai cái mà các bạn sẽ lặn ngập vào trong này để chúng ta làm quen nhiều nhiều nhất. Home và Annotate. Ngoài ra ở trên này là có những cái các bạn bấm vào cái menu có chữ A đỏ này thì các bạn sẽ có những cái nút công cụ nó quen thuộc đối với mọi phần mềm đều có. Thứ nhất là New, các bạn muốn tạo ra một bản vẽ mới thì chúng ta sẽ chọn là New, New Drawing. Các bạn muốn mở một cái bản vẽ mà các bạn đã vẽ và đã lưu ở trên máy tính của bạn thì các bạn sẽ chọn là Open. Video này thầy có quay lại và thầy sẽ đăng lại lên trên YouTube để cho các bạn không có điều kiện về đường truyền tốt thì các bạn có thể xem lại, hoặc là các bạn nghe một lần, các bạn chưa nhiều khi các bạn chưa rõ lắm thì các bạn có thể là nghe lại lần thứ hai, lần thứ ba để các bạn thực hành theo, nên các bạn yên tâm về cái chuyện này. Rồi chúng ta quay lại tiếp đây về việc giới thiệu. Đây thì trong cái menu chữ A đỏ này các bạn sổ ra thì sẽ có những cái nút công cụ nó quen thuộc, ví dụ các bạn vẽ các bạn muốn lưu file lại thì các bạn sẽ chọn là save ở đây hoặc là các bạn muốn thành lưu một file khác để save vào đây, hoặc là import export gì đó thì đó là, hoặc là in ấn. Thì việc đầu tiên là
chúng ta mở phần mềm lên thì chúng ta sẽ chọn là new, chúng ta sẽ vẽ new. Và khi các bạn mà chọn new tức là vẽ một bản vẽ mới hoàn toàn ấy thì chúng ta sẽ chọn, lưu ý là nó sẽ dẫn các bạn đến một cái thư mục là template. Template có nghĩa là thư mục những cái file mẫu định dạng sẵn của AutoCAD. Thì ở đây chúng ta tạo file vẽ mới, thì thông thường chúng ta sẽ dùng cái template là acad.dwt. Các bạn nhớ cho cái phần mà template nhé. Template là những cái file mẫu định dạng sẵn ban đầu để cho người vẽ sử dụng để thiết lập cái bản vẽ mới. Thì chúng ta vẽ bản vẽ mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng về mặt kỹ thuật, thông thường thì chúng ta sẽ dùng acad.dwt rồi, và sẽ chọn là open. Nhưng mà đây là một cái file vẽ mới hoàn toàn. File mới hoàn toàn thì trước khi vẽ các bạn nhớ là cái thao tác quan trọng đó là chúng ta sẽ lưu file lại. Chúng ta sẽ chọn vào save, phím tắt của nó là Ctrl S. Giờ thầy sẽ lưu ra ở ngoài desktop và chúng ta sẽ ví dụ lưu tên file hôm nay là ngày 3 tháng 2 2021, buổi số 1. Chúng ta sẽ save lại. Như vậy thì khi các bạn lưu file rồi thì nó sẽ có tên file nó xuất hiện ở trên cái chỗ này. Các bạn lưu ý là trước khi chúng ta vẽ thì chúng ta nhớ phải tạo file và lưu file. Tránh tình trạng là các bạn cứ mê say vẽ rồi các bạn không có quên cái thao tác lưu file, là nhiều khi cái file vẽ nó bị lỗi, nó bị văng ra khỏi phần mềm là các bạn bị mất hết công sức làm việc, nhiều khi 2 3 tiếng làm việc mà không lưu là nó bị mất hết. Cho nên là cái này thầy phải dặn các bạn làm đầu tiên. Tiếp tục quay trở lại về cái vấn đề giao diện này. Thầy đã giới thiệu về giao diện cái phần không gian vẽ, giới thiệu giao diện về cái phần và công cụ để vẽ. Nhưng mà ở trong AutoCAD nó còn một cái nữa quan trọng và chúng ta hay sử dụng nhiều nhất, đó là cái phần cái ô, cái dòng lệnh ở bên dưới này. Các bạn thấy cái dòng lệnh ở bên dưới này, đối với cái phần mềm này á, phiên bản 2018 thì cái cấu trúc dòng lệnh này nó sẽ làm thành một cái bảng, nó nằm ở bên dưới này. Còn đối với những cái phiên bản ở phía trước đó nữa, ví dụ như 2008, 2009 các bạn cài vào thì nó sẽ nằm gọn, nó nằm một cái băng ở đây, nằm ở dưới đây, tùy theo phiên bản nha. Nhưng mà đây là cái cấu trúc mà để các bạn nhập dòng lệnh vào. Thông thường chúng ta muốn thao tác gì ở trong AutoCAD đó, thì người ta thường là nhập cái lệnh vào trong này là sau đó là thực hiện theo cái lệnh vẽ đó. Toàn bộ công cụ này thì chúng ta đa phần chúng ta vẽ bằng lệnh nó sẽ nhanh hơn. Còn nếu như các bạn không quen bấm lệnh đó, thì các bạn bấm cái con trỏ chuột lên trên các công cụ vẽ như này cũng được, nhưng mà nó sẽ lâu hơn là chúng ta bấm lệnh. Cho nên là thông thường học AutoCAD thì chúng ta thường là đa phần là đều bấm lệnh hết. Chỉ có những cái lệnh chúng ta ít sử dụng, nhiều khi chúng ta ít sử dụng mà chúng ta quên hay là chúng ta thao tác nó không tự tin thì chúng ta mới bấm nút công cụ ở bên trên. Về cấu trúc lệnh của nó thì mới đầu thì các bạn nghe thì có vẻ là nó lạ lẫm, nhưng mà từ từ các bạn làm rồi các bạn sẽ bị nghiện cái vấn đề là bấm lệnh ở trong AutoCAD. Rồi về phần giao diện, còn một nội dung cuối cùng trước khi thầy đi thẳng vào trong cái phần tinh chỉnh ban đầu, đó là cái chuyện chúng ta có một số cái nút công cụ hỗ trợ ở dưới này. Thì từ từ rồi chúng ta sẽ làm quen với từng cái nút ở trong cái dây ở dưới này cho các bạn thấy. Cái ô lệnh này thì các bạn đưa trỏ chuột qua đây, thì các bạn thích nó dài thì các bạn để dài, và các bạn thích đi ngắn thì để ngắn nha. Thông thường thì chỉ cần các bạn để, nếu như các bạn mới sử dụng chưa quen thì các bạn chỉ cần để khoảng 3 dòng như thế này, tức là có một dòng người ta nhập và 2 dòng lịch sử như thế này để các bạn đọc xem là nó hướng dẫn các bạn làm cái gì. Thường các bạn bấm lệnh xong thì nó ở dưới này sẽ có hướng dẫn các bạn là làm cái gì kế tiếp nữa, thì các bạn cứ làm theo nó là được. Rồi, đó là về phần giao diện. Bây giờ về cái phần mà tinh chỉnh cái một số cái tinh chỉnh ban đầu trước khi chúng ta vẽ. Những cái tinh chỉnh này nếu như mà các bạn cài AutoCAD ở trên máy tính của riêng các bạn thì các bạn chỉ cần làm một lần đầu tiên vào lúc các bạn mới cài xong thôi. Còn nếu như các bạn mà đi ra ngoài sử dụng hoặc sử dụng máy của người khác thì các bạn sẽ phải cứ mỗi lần làm thì các bạn sẽ tinh chỉnh một lần. Rồi các bạn sẽ dùng, đầu tiên các bạn sẽ dùng cái câu lệnh là option. Option thì bây giờ thì các bạn sẽ làm quen với thao tác bấm lệnh như sau.
Các bạn không cần phải bấm vào cái chỗ này, các bạn không cần phải bấm con chọn chuột vào chỗ này. Con chọn chuột của bạn nằm ở bất kỳ đâu cũng được. Đối với AutoCAD ấy, nằm bất kỳ đâu cũng được. Các bạn bấm vào trên bàn phím cái phím cái chữ là O P. Các bạn thấy đối với phiên bản này, khi các bạn bấm OP nó sẽ đề xuất cho các bạn là một đống những cái lệnh liên quan đến chữ OP ở đây. Ví dụ như OP thì thông thường là OP cái lệnh gốc của nó là option, liên quan đến lệnh option là lệnh mở cái bảng tinh chỉnh. Còn ngoài ra thì các bạn muốn open, crop thì các bạn sẽ bấm những cái lệnh này. Nhưng mà các bạn chỉ cần bấm OP, sau đó để xác nhận là trong phần mềm AutoCAD, để các bạn xác nhận là đây là cái câu lệnh các bạn muốn thực thi thì các bạn sẽ bấm Enter. Thì nó sẽ thực thi cái lệnh đó, và cái lệnh option trả ra nó sẽ là cái bảng này, cái bảng option này, để gọi là cái bảng option này. Làm lại nhé, OP Enter. Rồi, cách thứ hai để kết thúc một câu lệnh ở trong AutoCAD là xác nhận là các bạn cho chạy lệnh đó, là các bạn bấm OP và các bạn bấm nút space, tức là cái phím dài nhất ở trên bàn phím của bạn á. Nó cũng tương đương với việc là các bạn xác nhận một cái lệnh, xác nhận là thực thi cái lệnh này. Đấy nhá, OP space một cái. Và thông thường thì cái nút space được sử dụng nhiều hơn, tại vì sao, nó dài nhất ở trên bàn phím, bấm nó cũng sướng hơn, cảm giác nó cũng thoải mái hơn. Nói chung là ai vẽ CAD rồi thì cũng có một cái gì đó mang tính chất là nghiện cái bấm nút space này, nó cứ bấm cạch cạch đấy. Và cái phím này nó bền, cái phím này nó bền nhất bằng phím, cho nên là các bạn đập bao nhiêu đi chăng nữa thì nó cũng khó bị hư. Đó là OP space một cái, thì đó là cái thao tác mà hay được sử dụng. Nếu như các bạn vừa mới làm cái lệnh OP xong, tức là vừa mới làm cái lệnh option, tức là gọi cái bảng ra xong, các bạn tắt nó đi, nhưng mà các bạn chợt nhớ ra là các bạn cần phải làm thêm một cái gì đó ở trong cái bảng OP đó, thì các bạn lúc này á không cần phải bấm lại cái chữ OP nữa, các bạn chỉ bấm space một cái thôi. Thì khi các bạn không bấm gì cả, không bấm lệnh gì cả mà bấm nút space hoặc là enter một cái, thì AutoCAD nó sẽ hiểu là bạn muốn thực hiện lại cái lệnh ngay trước đó các bạn đã làm. À, nếu như chúng ta không có làm gì cả thì chúng ta chỉ việc là bấm space, có nghĩa nó sẽ tự động nhắc lại cái lệnh OP. Đó là thao tác về mặt kỹ thuật kế tiếp mà thầy muốn hướng dẫn cho các bạn. Ban nãy thì thầy hướng dẫn các bạn là dùng con chọn chuột lăn lên lăn xuống, này zoom lên zoom xuống, với lại bấm nó xuống để duy trì vặn vẽ. Bây giờ cái thao tác về mặt kỹ thuật mà thứ hai chúng ta hay sử dụng trong AutoCAD là cái phím space, là để kết thúc một câu lệnh. Và cái lệnh đầu tiên chúng ta học đó là lệnh OP, là để mở cái bảng option này ra, OP. Rồi, khi mà các bạn mở cái bảng option này lên thì đây là những cái chúng ta cần thực hiện một số cái cái tinh chỉnh bước đầu để các bạn có thể là có một cái giao diện vẽ nó thân thuộc với các bạn. Thứ nhất là trong cái đi từng tab một, thứ nhất là trong cái phần file chúng ta tạm thời chúng ta sẽ không có đụng vào trong cái tab này. Trong cái phần display thì chúng ta sẽ đụng vào cái chuyện như sau, những cái còn lại chúng ta tạm thời chúng ta để nguyên. Chúng ta sẽ làm quen với lại cái crosshair size này, đây là cái thông số này. Cái này là 100, thầy đang để 100. 100 thì các bạn thấy cái crosshair size là cái này này. Các bạn thấy con chọ chuột của thầy, đầu con chọ chuột ấy nó có một cái hình vuông và nó có hai cái sợi tóc dọc ngang này, hai cái sợi dọc ngang theo cái màn hình đấy. Thì cái crosshair size là cái độ dài của cái tóc này. Nếu như thầy thu lại thế này, apply, ok. Các bạn thấy là cái sợi tóc này nó nhỏ lại. Nó tùy theo sở thích vẽ của mỗi người sẽ điều chỉnh cái crosshair size này. Có người thì ví dụ có người chỉ thích như đây thôi. Như thầy có người thì thích dài hơn. Còn như thầy thì thích 100 này, này là không bắt buộc nha, cái này nó không ảnh hưởng đến chất lượng bản vẽ của bạn, nó chỉ là cái thói quen về mặt thị giác thôi. Ai thích để như thế nào thì tùy. Đó là cái thông số đầu tiên mà giới thiệu với các bạn là cái crosshair size này ở trong tab display. Rồi, cái thao tác, cái thông số thứ hai mà giới thiệu với mọi người đó là cái trong cái tab Open and Saver này.
Open and Saver này thì chúng ta lưu ý hai cái đầu tiên cơ bản. Đó là cái thứ nhất là cái phiên bản mà các bạn sẽ lưu lại cái file đó, ở cái file vẽ chúng ta lưu ở phiên bản nào. Tất nhiên là các bạn mà cài cái AutoCAD phiên bản mới thì các bạn được đặc quyền là các bạn sẽ lưu ở cái lần đầu tiên các bạn mở ra sẽ được đặc quyền là lưu ở cái phiên bản mới nhất. Nhưng mà ở cái phiên bản này thì nó có một cái, nếu như các bạn để nguyên này thì nó có một cái đôi khi nó sẽ có một cái bất tiện như sau. Các bạn vẽ một cái file ở AutoCAD 2018 mà các bạn đem ra ngoài tiệm in, các bạn không biết được là ngoài tiệm in họ sử dụng CAD bao nhiêu. Nhiều khi họ sử dụng cái phiên bản CAD nó thấp hơn thì nó sẽ không mở được cái file của các bạn. Ví dụ như nhiều khi CAD 2013 sẽ không mở được dạng file CAD 2018, đó là điều dĩ nhiên. Thế là để an toàn thì thông thường á, ở cái chỗ này thầy thường đưa về cái phiên bản mà đa dụng nhất ở bên ngoài. Lúc nào đem ra ngoài in chắc chắn cũng mở được hết. Đa dụng nhất hiện nay là cái 2007. Là thường thì để lưu lại file mặc dù vẽ bằng AutoCAD 2018 nhưng mà định dạng file khi lưu lại là AutoCAD 2007. Cái này nó sẽ giúp cho việc là chúng ta độ bất chợt chúng ta bưng copy USB cái file ra ngoài in thì dù tiệm in xịn hay là tiệm in không được xịn lắm, hay là tiệm in máy yếu hay là máy mạnh đi chăng nữa, thì nhiều khi máy yếu người ta sử dụng cái phiên bản CAD nó thấp 2007 2008, người ta vẫn mở được cái file ra mà in cho chúng ta. Cho nên là thông thường để mặc định ở đây thì thầy hay để là 2007 như thế này. Rồi. Còn 2004 thì bây giờ không 2004 giờ xuống thì bây giờ không có sử dụng nữa nha. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai mà mọi người cần lưu ý điều chỉnh đó là cái thời gian tự động lưu file này. Thì thời gian tự động lưu file hiện nay đang là nó tạo ra một cái bảng lưu tự động ở trong hệ thống là khoảng 10 phút một lần. Đối với những cái bản vẽ mà dung lượng nó nhỏ, bây giờ các bạn mới tập nên là bản vẽ nó còn đơn giản, dung lượng nó còn nhỏ, cho nên là chúng ta thời gian lưu file có thể là 10 phút một lần thì nó bình thường. Nhưng mà sau này khi mà các bạn làm những cái file vẽ nó phức tạp, dự án lớn hơn, ví dụ như các bạn làm những cái hồ sơ bản vẽ cho những nhà cao tầng mười mấy 20 tầng chẳng hạn, hay là các bạn làm những cái sơ đồ quy hoạch mà nó lên tới cả chục hectare chẳng hạn, thì bản vẽ nó nặng và các bạn để cái file này nó cái thời gian này nó nhiều á, thì mỗi lần lưu file nó sẽ lâu và các bạn sẽ mất thời gian ngồi chờ nó nhiều. Thông thường là sẽ làm cho cái này khi bản vẽ nặng ấy, các bạn sẽ chỉnh cái này nó lớn lên. Nhiều khi cả tiếng chúng ta tự động lưu file một lần. Trong cái tab plot and publish thì chưa đụng vào, trong cái tab system thì tạm thời cũng chưa động vào, không có gì động vào. Trong cái tab User Preference thì các bạn kiểm tra giúp thầy đó là cái phần đơn vị vẽ thì chúng ta là setup về mm hết nha. Chúng ta vẽ mm thì các bạn kiểm tra cái đơn vị vẽ ở trong cái tab User Preference này là đưa về là vẽ mm. Đây, mm và mm. Drafting nó liên quan đến có hai cái thông số cần điều chỉnh, nhưng mà hai cái này thì sang cái buổi học sau liên quan đến cái lệnh điều chỉnh thì các bạn mới rõ được. Đó là điều chỉnh cái con chó chuột trong quá trình lệnh, trong khi thực hiện những cái lệnh chuyên biệt, đó là chỗ này. Thì cái đó sang đến cái phần sau thì thầy sẽ lại nói lại một lần nữa cho các bạn. Các bạn chỉ cần nhớ trong cái tab drafting nó có hai cái cần phải điều chỉnh, đó là liên quan đến cái con chó chuột hết, hiển thị con chó chuột hết. Rồi, đó là những cái tinh chỉnh ban đầu khi mà các bạn cài AutoCAD lên. Thì các bạn sẽ phải chỉnh những cái chuyện đó. Và chúng ta làm xong thì chúng ta apply. Ok. Và chúng ta đã một số tinh chỉnh ban đầu là như thế. Nguyễn Tấn Đạt nói là em tải chúng bản crack. Các bạn sử dụng AutoCAD để học thì có thể là không cần phải sử dụng, các bạn không cần sử dụng cái bản crack nha. Vì bản crack nhiều khi là các bạn download về nó trúng virus con này kia rồi nó làm hư máy của bạn ấy. Các bạn vào trang chủ của Autodesk ấy, các bạn đăng ký vào tài khoản sinh viên. Các bạn dùng cái tài khoản sinh viên đó các bạn download cái phần mềm Autodesk về miễn phí nha. Tất cả phần mềm ở trên đấy, AutoCAD, 3ds Max, Revit các bạn có thể download được miễn phí, sử dụng miễn phí bằng cái bản quyền dành cho giáo dục.
các bạn lên trên đó các bạn đăng ký một tài khoản về sinh viên thì các bạn sẽ được làm cái chuyện đó và không cần phải lăn tăn với chuyện là crack hay không crack nữa. Mà thầy cũng không cổ xí các bạn sử dụng cái bản crack đâu nhé, tại vì crack ở trên mạng nó sẽ có rất là nhiều cái phần mềm độc hại, virus đính kèm nếu như các bạn không có cái nguồn mà down này kia, và sẽ ảnh hưởng đến cái máy tính cũng như là dữ liệu của bạn. Nên tốt nhất là các bạn sử dụng cái bản quyền education, bản quyền về giáo dục Autodesk cấp cho các cái giảng viên và các sinh viên của các trường đại học miễn phí hoàn toàn những phần mềm, và được các bạn để sử dụng những cái phiên bản mới nhất, được hỗ trợ kỹ thuật đầy đủ khi có sự cố. Rồi sau đó thì chúng ta kế tiếp thì chúng ta đi học một cái lệnh vẽ cơ bản đầu tiên mà chúng ta rất là hay sử dụng, đó là lệnh vẽ đường thẳng, để vẽ đường thẳng ở trong AutoCAD. Thì lệnh vẽ đường thẳng ở trong AutoCAD thì cái tên lệnh đầy đủ của nó là cái chữ line này. Các bạn bấm cái chữ line này sẽ vẽ đường thẳng. Tuy nhiên bấm trong lệnh tắt của nó là chữ L. Các bạn chỉ cần bấm chữ L và space một cái là các bạn sẽ có cái bắt đầu đi vào lệnh vẽ. Thì các bạn để ý con chọn chuột. Trước khi con chọn chuột ở trong trạng thái tự do, tức là nó không có, chúng ta đang không có đang thao tác một cái lệnh nào cả, thì con chuột ở trạng thái tự do nhất, nó không dính dáng phiền hà đến ai, nó sẽ có một cái ô vuông nhỏ, sau đó ra hai sợi tóc vuông góc với nhau. Đó là trong trạng thái tự do tự tại, không có liên quan gì đến một cái cấu trúc gì đấy, một đối tượng nào hết. Nhưng mà khi mà các bạn đi vào trong một cái lệnh, ví dụ như vẽ lệnh line, thì các bạn để ý cái sự biến đổi của chỏ chuột này, nó mất cái ô vuông ở giữa. Đó là cái tín hiệu cơ bản nhất để các bạn là biết được là cái con chỏ chuột là chúng ta đang ở trong một cái lệnh nào đó thoát ra chưa. Và nếu như mà chúng ta đang ở trong một cái lệnh nào đó thao tác chưa xong thì chúng ta sẽ không có chọn được đối tượng này, không chọn được đối tượng kia. Và tất nhiên là các bạn muốn thoát ra khỏi một cái lệnh đang vẽ thì các bạn có thể là tùy chọn, là có hai tùy chọn. Tùy chọn thứ nhất là các bạn kết thúc cái lệnh đó đi, là thao tác cho xong, làm cho xong đi. Ví dụ như ban nãy chúng ta là vào cái lệnh option đấy thì chúng ta tinh chỉnh cho xong, chúng ta bấm ok là đi ra. Cái thứ hai chúng ta muốn thoát ngang giữa chừng á thì chúng ta bấm cái nút ESC, tức là cái nút trên cùng bên góc bên trái bàn phím của bạn, escape đấy, các bạn bấm escape đi, nó sẽ thoát ra khỏi cái lệnh đó mà không làm gì thêm. Rồi quay trở lại đây, lệnh like, các bạn bấm L enter. Thì sau khi L enter rồi thì các bạn chỉ việc là kích chuột trái chọn điểm đầu tiên của đường thẳng, kích chuột trái chọn điểm kế tiếp đường thẳng, kích chuột trái tiếp chọn điểm kế tiếp, kích chuột trái tiếp. Các bạn cứ vẽ như thế cho đến khi nào các bạn chán thì thôi. Chán rồi thì chúng ta để kết thúc một câu lệnh thì chúng ta một là bấm phím escape, hai là các bạn bấm phím space một lần nữa, rồi bấm phím cách một lần nữa sẽ kết thúc cái lệnh và chúng ta sẽ, con chuột chúng ta sẽ tự do. Rồi các bạn muốn xóa những cái đối tượng này đi thì các bạn chỉ việc là bấm con chỏ chuột một cái, không có bấm lệnh nào hết nha, bấm con chỏ chuột một cái, sau đó sẽ di con chỏ chuột tạo thành một cái vùng quét như thế này, từ trái qua phải bao trùm hết tất cả những thứ cần xóa đi, và chúng ta bấm nút delete ở trên bàn phím là xong. Rồi lệnh like này là enter. Muốn xóa thì chọn hết xóa. Ngoài ra nếu như mà các bạn muốn xóa từng phần ở trong này thì nó sẽ, ví dụ các bạn chỉ cần kích chuột trái vào đối tượng các bạn muốn xóa, các bạn muốn chọn nhiều đối tượng thì các bạn không cần phải bấm giữ phím control như các phần mềm khác nhé, mà các bạn trong AutoCAD các bạn cứ bấm chuột trái vào đối tượng kế tiếp, bấm chuột trái vào đối tượng kế tiếp và các bạn bấm delete nó đi. Hoặc là các bạn sẽ quét vùng chọn từ trái sang phải bao trùm hết tất cả và các bạn delete nó đi nếu như bạn không thích. Trong cái lệnh like này các bạn bấm L enter, bây giờ L enter sau đó các bạn kích điểm đầu tiên. Rồi các bạn muốn vẽ đến cái điểm này một khoảng cách xác định, tức là bây giờ các bạn muốn cái đoạn thẳng các bạn vẽ ra nó có một kích thước chính xác thì các bạn không có kích tự do nữa, mà các bạn chỉ việc là đưa con chỏ chuột về cái hướng mà cái đường thẳng muốn cái đường thẳng của mình nó phát triển ra.
Sau đó thì các bạn sẽ nhập một cái con số, ví dụ như thầy muốn cái đoạn thẳng này nó dài là 900 mm thì thầy sẽ nhập vào đây, bấm con số này vào đây 900, enter. Rồi enter một cái nữa, thầy sẽ có một cái đường thẳng này dài đúng 900. Đây, từ đây đến đây dài đúng 900 mm, đúng kích thước 900 mm. Làm lại một lần nữa nha, L enter. Rồi vào đây là 5000, chẳng hạn là thầy muốn cái đoạn này 5000 mm thì nhập vào đây 5000 và bấm space một cái, rồi space một cái nữa là kết thúc lại. Đây đoạn này 5000, đoạn này 900. À, bây giờ một cái thao tác đi kèm nữa, đó là bây giờ các bạn muốn vẽ cái đường thẳng, bây giờ cái đường thẳng chúng ta vẽ ra thì nó cái hướng của nó tùy ý như thế này. Bây giờ các bạn muốn vẽ chính xác là nó thẳng đứng lên, hoặc là muốn chính xác là nó ngang ra, thì trong quá trình mà các bạn vẽ này thì các bạn thò tay xuống dưới này. Đây coi thầy bật cái này lên nhìn. Đây. Các bạn thò con trỏ chuột xuống dưới này, các bạn bấm vào cái nút này một cái. Đây, cái nút mà có ký hiệu vuông góc này, Octo Mode này này. Khi các bạn mà kích hoạt cái này lên á, thì dù các bạn di con trỏ chuột theo cái hướng bất kỳ đi chăng nữa thì cái đường thẳng của bạn nó chỉ xác nhận hai hướng, một là thẳng tưng lên trời, hai là nằm ngang chính xác ở đây, là giúp cho các bạn là vẽ những cái đường mà chính xác dọc và chính xác ngang. Đây. Đây nha. Và tất nhiên là trong quá trình làm cái lệnh này á, thì các bạn bật tắt nó thoải mái. Ví dụ như cái đoạn này các bạn muốn vẽ xiên xẹo, xong rồi đến cái đoạn này các bạn muốn vẽ thẳng thì chúng ta sẽ vẽ thẳng, chắc chắn là sẽ vuông góc, tạo những đường vuông góc này. Phím tắt của cái nút này á, là các bạn nhớ thầy là phím F8, tức là trong quá trình các bạn vẽ các bạn bấm F8 này, thầy bấm F8 một cái là vẽ xiên xẹo, bấm F8 một cái là vẽ thẳng. Rồi kết thúc lệnh thì bấm space một lần nữa. Rồi bây giờ sẽ minh họa vẽ theo cái kích thước có sẵn nha. Ví dụ như bây giờ thầy sẽ minh họa, thầy vẽ cái này bằng cái lệnh line, bằng cái lệnh line. Thì bây giờ thầy vẽ cái mặt bằng của cái lối vào như thế này bằng cái lệnh line, lệnh ban đầu đó. Thì chúng ta sẽ đọc bằng vẽ. Bây giờ chúng ta sẽ cần một cái hình chữ nhật, là cạnh này là 200, cạnh này là 900 mm, vòng xuống đây 200, vòng đây 900 mm. Như vậy thì chúng ta dùng cái lệnh line chúng ta vẽ như thế nào, ta bấm L enter. Rồi chúng ta lên đây là 200 đúng không các bạn, nhập vào đây 200, các bạn enter một cái. Sau đó các bạn vẽ di con chuột qua sang bên này, các bạn bấm 900 bên này một cái. Sau đó các bạn lại di con chuột qua đây 200, các bạn bấm một cái. Sau đó các bạn đưa con chuột về đây, các bạn bấm 900 à. Rồi kết thúc lệnh là các bạn đã có được một cái này. Rồi bây giờ từ đây sang đây các bạn lại vẽ thêm một cái, từ đây sang đây có một cái đường, ở đây là 1200, sau đó là sang bên này là một cái hình chữ nhật như thế. Thì chúng ta cứ thế, chúng ta đọc bằng vẽ, chúng ta đọc và chúng ta vẽ theo thôi, vì chúng ta mới biết một lệnh line, chúng ta chỉ cần một lệnh line chúng ta vẽ thôi. Ở đây 1200, rồi xuống đây là 200, qua đây là 900, đây là 200. Và chúng ta sẽ có một cái hình này và lúc này các bạn để ý này, khi mà thầy vẽ đã có những đối tượng ở trên này, khi mà thầy đưa con trỏ chuột vào những cái vị trí này để thầy xác lập và để thầy vẽ tiếp, thì nó sẽ có những cái điểm xanh xanh nó bắt ra đây. Các bạn thấy cái ô xanh lá cây nó xuất hiện này, đây là cái con trỏ chuột giúp cho chúng ta là bắt điểm. Chúng ta muốn vẽ một đường thẳng mới và nó sẽ tự động bắt cho chúng ta, nếu như chúng ta nói gì nó bắt vào trong đúng cái chỗ kết thúc của cái điểm này. Thì cái đó nó sẽ chỉnh ở đây.
bạn thấy cái ký hiệu này ở trên cái thanh công cụ bên dưới này à, hiện nay cái vòng này nó đang được bật xanh lên, thì cái chế độ bắt điểm ở trong AutoCAD tức là giúp cho chúng ta là vẽ một cái đường, một cái đối tượng mới căn cứ vào cái điểm gốc của đối tượng cũ. Nó bật lên thì chúng ta sẽ có bắt điểm nó, còn nếu như chúng ta tắt nó đi nó màu trắng như thế này, thì các bạn thấy là đường chọn chuột vào đây, chúng ta muốn bây giờ cái đường này nó xuất phát từ cái góc này nó vẽ tiếp ra, nhưng mà bây giờ nó không có bắt vào giống như chúng ta, thì chúng ta có cố tình chúng ta vẽ thì nó cũng trật, nó cũng không có chính xác. Chúng ta phải bật nó lên, chúng ta vẽ mới chính xác. Và khi chúng ta bật nó lên á, thì nó sẽ có một số cái điều chỉnh này, vô đây chúng ta sẽ về điều chỉnh cho nó. Giờ các bạn sổ mũi tên đây, ở trong này nó có rất là nhiều cái chế độ bắt điểm, thì những cái mà chúng ta hay sử dụng nhất thì các bạn phải bật lên này. Cái thứ nhất, khi các bạn sổ lên đây thì các bạn sẽ đánh dấu vào cái mục bắt điểm là thứ nhất là các bạn sẽ bắt điểm vào endpoint, tức là cái điểm kết thúc của một đoạn thẳng, một đường thẳng. Cái thứ hai đó là chúng ta sẽ chọn vào midpoint, đó là điểm trung điểm của một đường thẳng. Center là tâm điểm của một đường tròn. Perpendicular là vuông góc. Thì trước mắt các bạn mới học lệnh line thì chúng ta chỉ cần bật lên là endpoint là điểm cuối, điểm đầu, midpoint là điểm chính giữa và perpendicular là cái vuông góc. À, sau khi mà các bạn bật ba cái đó lên rồi thì các bạn để ý này, khi chúng ta vẽ L dùng lệnh L thì nó sẽ bắt điểm, giúp cho chúng ta bắt điểm vào chúng cái góc này là điểm cuối này. Các bạn mà vào trung điểm thì nó sẽ có một cái ký hiệu tam giác. Ký hiệu tam giác này có nghĩa là các bạn đang ở trung điểm của cái đoạn này, chính xác trung điểm ở đây. À, còn hình vuông này là khi các bạn rà chuột vào đúng cái điểm đầu, điểm cuối. Còn perpendicular nghĩa là sao? Các bạn thấy này, ví dụ như chúng ta vẽ ở đâu từ ngoài vào và các bạn rà con chuột vào đây thì nó sẽ bắt, nếu như chúng ta vẽ ở cái điểm này nó sẽ, đây là cái đoạn thẳng tạo ra một đoạn thẳng nó vuông góc với cái đường này. Đó, perpendicular ở hình ký hiệu vuông góc, các bạn để ý cái ký hiệu con trỏ chuột. Phím tắt để mở cái bảng này lên. Đây là cái bảng này, nếu như phiên bản AutoCAD 2018 thì các bạn sổ này ra các bạn kích vào thì rất là nhanh. Còn nếu như mà các bạn sử dụng cái phiên bản AutoCAD nó cũ hơn thì chúng ta sẽ phải bật cái bảng điều khiển lên bằng cái lệnh, đó là các bạn bấm cấu trúc lệnh là OS. À, cấu trúc lệnh là OS. Các bạn bấm lệnh OS và Enter, nó sẽ ra một cái bảng điều chỉnh. Hoặc các bạn sẽ vào trong cái mục là Object Snap này, và các bạn cứ kích vào những cái chỗ mà thầy vừa mới nói ban nãy. Chúng ta sẽ kích vào chọn là trước mắt nhé. Trước mắt là chúng ta sẽ chọn Endpoint là điểm đầu cuối, Midpoint là điểm chính giữa và Perpendicular là vuông góc. Còn những cái điểm khác hay từ từ thầy sẽ giới thiệu sau. Và chúng ta ok. Rồi, như thế thì chúng ta cứ từ từ chúng ta đọc và chúng ta vẽ tiếp. Chúng ta vẽ tiếp, ví dụ như chúng ta vẽ sang cái đoạn này 200, đoạn này là 1600, đoạn này là lại là 200. Như vậy thì cái chỗ này làm sao mà vẽ? Giờ các bạn để ý đi, 1600, 1200, cái trục này là trục vuông góc mà chúng ta mới biết một lệnh line thì đúng không? Thì chúng ta sẽ quan sát, bây giờ chúng ta sẽ vẽ một cái đường này. Đây. Chúng ta đọc bằng vẽ từ đây đến cái nét ngoài cùng của cái bậc này, các bạn cộng xem là chúng ta sẽ được bao nhiêu. Một đi đến đây là 1000, từ đây đến đây là 1700, thêm 200 nữa là 1900, 1900 mà các bạn trừ cho 100 ở cái chỗ này là các bạn còn 1800. Đây còn 1800, như vậy thì mọi người vẽ một cái đường ở đây 1800 rồi. Sau đó thì từ đây mọi người đọc kích thước tiếp, mọi người đọc kích thước tiếp, mọi người vẽ từ đây sang đây là 1600, xong rồi mọi người xuống đây là 200. Như vậy thì mọi người sẽ vẽ được cái này đây. Vậy từ đây sang đây là 800. Đây là 100. Đây là 200. Xong vẽ vuông góc về đây. Vuông góc về đây.
này tương tự như vậy, xuống đây 100. Các bạn đọc bằng vẽ, các bạn cứ dùng lệnh like, các bạn vừa thực tập, các bạn vừa luyện luyện tập vẽ lệnh like, vừa luyện tập cách đọc bằng vẽ và cách cách xử lý làm sao cho là chúng ta vẽ ra được cái hình à, như thế này. Thì cứ như vậy thì các bạn sẽ thông qua việc đọc bằng vẽ, các bạn dùng cái lệnh đầu tiên lệnh like để các bạn vẽ ra được cái, cố gắng là vẽ ra được cái hoàn chỉnh cái bản vẽ này nhé. Vẽ hoàn chỉnh được cái này xong rồi thì sang cái buổi hôm sau thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn các cái lệnh, nhiều lệnh hơn, thì các bạn sẽ thấy là cái hình này nó vẽ đơn giản vô cùng, nó vẽ rất là nhanh. Còn hiện nay trong buổi đầu tiên thì mới giới thiệu ban đầu và thêm cái lệnh ban đầu lệnh like đó, thì chúng ta sẽ thực tập cái việc là làm quen cái việc là thao tác AutoCAD, bấm lệnh ở trong AutoCAD, vẽ bằng cái lệnh đó, và chúng ta luyện tập cách đọc bản vẽ kỹ thuật làm sao cho chúng ta có đầy đủ thông tin để chúng ta vẽ. Thì trước mắt là như vậy, và sang những buổi sau khi mà chúng ta biết nhiều lệnh hơn thì cái việc vẽ nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Còn hôm nay tạm dừng ở những ở cái lệnh đầu tiên này nhé. Chốt lại là hôm nay chúng ta học mà giao diện này, làm quen với giao diện này. Thứ hai là cái làm quen với thao tác cơ bản của AutoCAD, đó là lăn chuột để zoom bằng vẽ, với lại là dùng phím space để kết thúc câu lệnh. Và học ba cái lệnh đầu tiên, lệnh OP để các bạn mở bảng option ra, lệnh L để các bạn vẽ các cái đường thẳng, kết hợp với việc bấm phím F8 là chế độ mà vẽ vuông góc hay không vuông góc đó, để chúng ta vẽ đường thẳng là xiên hay là thẳng. Và cái lệnh thứ ba đó là lệnh OS Enter để các bạn điều chỉnh cái chế độ bắt điểm vào trong quá trình vẽ. Thì nội dung hôm nay tạm dừng ở đây nhé.